thì một năm vừa rồi Trang với Vinh đang đi học cho nên là không có được chơi game các bạn ơi. Bây giờ nghỉ hè rồi cho nên là chơi xả láng luôn. Rồi bây giờ là trận tiếp theo của Trang với Vinh solo nha. Nhưng mà trước khi solo thì các bạn hãy comment ID bên dưới video này nha, để mình sắp xếp cho các bạn solo giao lưu với Trang Vinh nha. Bây giờ vô đi. Giờ bắt đầu. Hình như là trận thứ 3 đúng không? Bây giờ là trận thứ 3 Trang Vinh đấu với nhau nha. Trận trước là Vinh thắng. Hồi hộp quá. Đang tỷ số tổng là 1-1 nha. Bây giờ để coi ai chiến thắng nha. Lần này chị gỡ lại nha. Vinh xem nha. Đâu, Vinh chiến thắng rồi, để coi Vinh có bỏ bê không. Vinh mà bỏ bê quá là Vinh thua đó. Rồi rồi chuẩn bị. Ơ chị chưa mua đồ. Rồi xong rồi. Thôi đấm đi đấm đi. Rồi solo đấm luôn các bạn ơi. Trang quên mua đồ rồi. Solo tay không luôn. Ok. Hiệp 1 là mình solo tay không nè. Trang đâu rồi? Vinh ơi. Trời ơi. Ok vậy. Ai vậy? Trang tội quá à. Thôi Vinh nháp đi. Giờ bắn súng nè. Mà 1-0-1-4 đi ha. Ok. Thôi em trước chị 7-0. Sợ quá sợ quá. Ghê vậy ta. Sợ quá sợ quá. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Vinh giờ nguy hiểm quá. Trời ơi, nghe Vinh nói chuyện rung chị ghén liền. Rồi, Trang đâu rồi? Ra ngoài hả? Rồi, bên mấy cần cẩu nè. Rồi, vô luôn. Trang còn non, Trang ơi. Bây. Chị Trang còn non. Non quá chị Trang ơi. Vinh hắt rồi các bạn ơi. Non rồi, Vinh hắt rồi. Chị Trang quá non rồi. Ủa, các bạn muốn solo với Vinh hãy comment ID bên dưới nha. 7-0 chốt chị 7-0 luôn. Ghê vậy ta. Chị không có tuổi để solo với em chị không. Hôm nay Trang luyện công dữ lắm các bạn ơi. Chân màu bê. Chị còn non mà xanh lắm. Vinh cũng luyện ghê lắm, hổng đi bắt cá mà ngồi nhà luyện đi vai không đi luôn. Rồi để coi. Mà hổng quá. Vinh hãy đợi chị gì gỡ lại cho em. Mình có 2 cộng thôi các bạn ơi. MB40 rồi. Rồi chơi gì cũng được. MB40 với 1014. Chị còn non và xanh lắm chị ơi. Rồi rồi tới rồi. Ôi vô. Cái đầu máu đỏ không luôn các bạn ơi. Xin nhảy cái đầu nha. Hay ghê nè. Nãy giờ Trang chấp thôi. Đúng rồi. Nãy em cũng chấp thôi. Vinh thấy thắng liên tục kỳ quá, xả lạng màng đó. Rồi cho chị 7-1 thôi. Ôi ôi tới rồi. Ôi sợ quá. Ôi ôi Vinh đâu rồi. Vinh đâu rồi. Đỏ rồi. Vinh đâu rồi ra đi. Trời ơi Vinh khô máu rồi. Ôi. Trời ơi. Hai điều coi như Vinh. Hai các bạn ơi. Đợi nó đi. Ôi. Coi như chấp thôi Vinh ơi. Rồi vô nè. Vô. Ui, hiểm. Kèm nhanh quá Vinh ơi. Tới rồi. Tới rồi. Rồi xong rồi Vinh ơi. Vinh đang kêu vòng vòng luôn. Trời ơi. Giờ chơi súng tự do không? Ok. Rồi ai mua súng gì súng nha, miễn sao thắng thôi nha. Cùng quá đi. Trời ơi, Trang rành MB40 nè, bởi vì cắm MB40 luôn. Rồi Vinh chơi cái gì? Trời ơi, ông MB này súng chơi lỡ. Em có hay lắm á. Cái gì ta? Chị cũng chơi UMP luôn nè. Vô hai người UMP nè. Rồi xin lỗi ông MB luôn. Căn nhà căn nhà. Vinh đâu rồi? Vinh kèm nhanh quá nhưng mà Vinh bị mất máu rồi nha. Tới rồi. Trời ơi. Bốc rồi. Ủa mấy cái đó UMP mà. Chơi súng nào cũng được mà. Gì cây vậy? Thôi bây giờ mình đem cây súng nào một cây thôi, không cho đổi nữa. Ok, em cây MB thôi. MB40 thôi. Em cây MB luôn. Đỏ, thấy cái đỏ rồi đó. Đâu rồi? Vinh đâu rồi? Đâu rồi? Ủa, Trang sắp khô máu rồi. Không đâu. Tới luôn Vinh ơi, tới. Ê, không thể đó nha. Em có mà em đâu xài. Không xài ngọn không nha.
Em là luyện tới hết đấu rồi. Ôi trời ơi ghê vậy. Sao nãy chị nhìn thấy có kim cương không mà. Đây chị nhìn lộn đây. Trời ơi, pha này căng thẳng quá. Ờ, vậy có sao. Ừ, còn non. Trời ơi, còn một màn nữa mấy bạn em nha. Em chốt chị 7-4. Ồ, vậy hả. Ừ. Thôi mình xem nha. Chị rồi. Có thắc nổi em không? Em chỉ xin một đầu cung điện của chị thôi. Chị đâu có đem cung điện đâu mà rồi, đâu. Rồi mình ra giữa sân luôn nè, sân rộng nè. Thôi, vô. Rồi, tới rồi. Chào luôn đi. Chị còn non lắm chị ơi, chị không có tuổi với em đâu. Vậy hả? Ghê vậy. Vinh đặt kèo dẻo tài quá các bạn ơi. Rồi đỏ thông luôn rồi, khô máu rồi. Chẳng khô máu rồi. Một xíu nữa thôi. Rồi còn 5 HP luôn. Không xong rồi, không xong rồi. Đặt kèo vòng vòng luôn rồi. Không xong rồi Vinh ơi, một viên nữa thôi Vinh. Nửa viên thôi, văng cái vỏ đạn luôn chứ. First round. Chị còn đó quá à. Yeah. Rồi chị giống nhìn 7 luôn nè. Màn này lạ quá ta. Ủa màn này sao? Ủa màn à, cái vậy? Màn cái màn này á là cái gì mà con cá gì làng rim nan gì đó. Đi đâu rồi? À thấy rồi, thấy rồi. Thôi ơi, tới luôn, tới luôn. Đi đâu rồi, đi đâu rồi? Con đi. Ôi, sắp lá cà. Oh no, trời chết con máu rồi. Đâu rồi, nhìn đâu rồi. À, trời ơi, chị em chỉ sơ sức thôi. Ừ. Để coi hay là sơ sức hay là chị bắn chết đi. Rồi màn này quen rồi nè. Rồi đúng rồi, màn này quen à. Đấy là Vinh bị lạ màn không quen được đi các bạn ơi. Chơi súng tự do nha. Ok. Chị là súng gì vậy? À, 40. Với lại gì vậy? Đây. Ê, giống chơi nhìn nha. Cây nào bắn cũng được thôi, quan trọng là kỹ năng mà. Để xem. Cái ngày thắng đi nữa. Em thắng chắc rồi. Chị thắng thì có. Em thắng. Chị. Tại vì em luyện tới ca hủ rồi. Chị còn mới luyện tới ganh đồng mà. Ờ. Mà tới ngày cứ bắn tới ganh ca hủ hoài. Chị biết ganh ca hủ nó lớn hơn ganh đồng không? Rồi đi ra luôn Vinh ơi. Chị còn ngon lắm. Chàng chơi chiến thuật cây súng tỉa các ơi. Tỉa trước rồi mới lại gần chơi súng gần. Oh no. MB40 bắn từ xa không ngon đâu Vinh ơi. Em bắn từ xa có màu đỏ mà chị. Ôi rồi con Vinh rèn luyện kỹ năng quá. Vinh còn non em thấy. Vinh đâu rồi, Vinh đâu rồi. Ôi rồi. Năm. Ủa sao lát coi chừng á, chị Trang 6, em 6 rồi, chị Trang 7, em 4. Không có đơn không có chuyện đó không đâu. Không có đúng không? Đúng rồi. Ôi kịch tính quá em ơi, năm rồi. Có nước em 7 trước rồi chị 6 á. À, vậy à. Em 7 trước. Năm, em 7 trước chị 6 á. Rồi đây kìa. Ê. Gì vậy? Vinh đỏ rồi, Vinh đỏ rồi, Vinh ơi. Trời ơi, chị Vinh. Tiếc quá. Trời ơi, còn chút xíu à. Không sao, em vẫn gỡ kèo được. Ừ, vậy hả? Sao rồi, chưa 7 mà. Nhưng đội nào cơm điện vô cho chắc ăn Vinh ơi. Ok, chị nói gì em đội nè. Trời ơi, nãy tiếc quá à. Nãy tại em đặt bung keo nhìn trên trời nè. Trời ơi. Sơ sức xíu thôi, đã khô máu rồi. Đâu rồi. Trời tới rồi. Ê, nhập gì vậy? Ơi, Trang không, không xài ngẫu không, Trang ơi. Chơi xô lại đúng không? Tại tay à. Ừ. Chen quan tay, leo răng quan tay quá các bạn. Đủ. Đi đâu rồi, đi đâu rồi. Hơi đỏ, đỏ, đỏ. Trời ơi, đỏ, 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 đỏ. Đâu nè. Không sao, không sao. Máu gì cũng gần gần. Em cho chị một cây kiệu viên độc. Tới luôn rồi, chạy đi Vinh. Vinh đâu rồi, Vinh đâu rồi. Vinh không xong rồi. Không xong rồi. Ê! Ai 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 ai. Chỉ là Trang gỡ kèo thành công rồi các bạn ơi. Em chưa, mình nói rồi. Đúng là không uổng công mấy ngày nay luyện tập mà. Mà Vinh cũng luyện nữa, như là Vinh thiếu một xíu may mắn. Nhưng mà em thắng vậy thôi á, mốt em bị gì nữa á. Đúng rồi, em mốt á, chị ổng ổng á, em nghe ra là chị bay cái mũ nữa rồi. Thường thường là ai thắng xong bắt đầu là tưởng cho mình ngon, không có luyện nữa là thua liền. Rồi mai mốt chị nhớ làm em nha. Ừ. Hẹn mai mốt gặp lại.
Như vậy là trận solo này kết thúc. Trang chiến thắng nha các bạn. Chị tổng tỷ số là 2-1 sau 3 lượt trận. Ghi nhận nha. Vậy các bạn nếu muốn solo với Trang Vinh hãy comment ID bên dưới nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.